yêu ai luôn? Chưa. Chưa nắm tay là chắc chắn là chưa hung ai luôn? Chưa, chắc chắn là chưa luôn. Dạ, em muốn tìm một người yêu có 3 chữ G ạ. Đầu tiên là già, thứ hai là giàu, ba là giỏi. Mời bạn nam. Rồi, mời đồng chí ngồi. Xin mời bạn nữ. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn gái bên kia và toàn thể khán giả. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Trung Khánh. Tôi sinh ngày 2 tháng 9 năm 1992. Quê hương tôi ở Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình. Gia đình tôi hiện nay đang sống ở Gia Lai. Còn bản thân tôi hiện là Phó Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2. Hết. Dạ. Đồng chí bộ đội hơi căng thẳng xíu, bây giờ mình thoải mái lên nha. Mình đi tìm người yêu mà. Mời bạn gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và toàn thể quý vị khán giả cùng bạn nam bên kia. Em xin phép giới thiệu, em là Trần Thị Mai Phương. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Biên Hòa cũng gần. Mai Phương, điểm mạnh và điểm yếu quán thân em là gì? Điểm mạnh của em là em rất là nhiệt tình trong công việc. Gặp những cái khó khăn thì em sẽ luôn là nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc. Còn tính cách của em thì em tự nhận mình là một người rất là cởi mở và chân thành. Khuyết điểm của em thì có lẽ là em hay quên. Mình có hay quên tới mức độ đáng báo động không? Ví dụ như là em đang mang cái khẩu trang trên mặt rồi, nhưng mà em quên mất là em chưa mang cái, em đi tìm khắp nhà luôn. Rồi, xin mời anh Khánh nha, kêu bằng anh cho thấy trẻ trung hen. Ưu điểm, khuyết điểm của anh là gì? Dạ, ưu điểm có thể nói về bản thân tôi là một người vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm. Còn về khuyết điểm thì tôi hay rụt rè, đặc biệt là trước đám đông. Em trai đi đâu là cũng có như kỷ luật quân đội là phải tôi với đồng chí này kia hay là sao? Đó là cái cứng, nhiều lúc mình ra ở một chỗ nào đó không gian thoải mái hơn thì có thể... Có gì mình thoải mái đi, anh em với nhau đi, đúng không? Nãy giờ mình cứng nhắc, nó vượt qua rồi khỏi rồi. Mình ra ngoài đời rồi, mình đi coi gì tìm bạn gái đi, thoải mái lên. Ừ. Chào anh. Chào chị. Chào anh. Đó, vậy đó. Đó, vậy đi. Ừ. Hồi gặp cô kia nói, tôi nói cho cô nghe là mệt rồi nha. Đúng rồi, không lẽ gặp bạn gái xưng tôi cũng kỳ đúng không? Bây giờ mình sẽ khai thác tí xíu về cái tình trường của mình hen. Trước giờ là mình có bao nhiêu mối tình rồi nè? Bản thân tôi thì chưa có trải qua mối tình nào. Chưa yêu ai luôn? Chưa. Thiệt không? Thiệt. Có nắm tay ai chưa? Nắm tay chắc cũng chưa luôn. Vậy là chưa nắm tay là chắc chắn là chưa hung ai luôn? Chưa, chắc chắn là chưa luôn. Trời ơi, chưa nắm tay, chưa hung ai luôn. Em ơi, bây giờ ngay thời điểm này mà kiếm ra một chàng trai chưa có một mối tình nào, chưa nắm tay, chưa hôn ai là một dạng như là ảnh là hiếm lắm luôn á, hiếm cực kỳ luôn. Em sao? Có tình cảm, tình yêu rồi trước đó sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chỉ có một mối tình thời đi học cấp 3 thôi chị. À, là tình học sinh đó đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có chưa? Chưa. Chưa, chưa luôn, chưa luôn. Mới nắm tay thôi, chưa nha, chưa luôn, chưa luôn. Ê trời, hơi mệt. Tưởng tượng hai người này hung nhau chắc hay lắm à. Mà sao vậy? Sao không có bạn gái vậy? Chắc do bản thân tôi chưa tìm thấy người phù hợp. Hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp với bản thân mình. Trời ơi, thấy thương quá không? Ảnh đi tìm người yêu mà anh... Tôi chưa thấy người phù hợp. Hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp. Nhìn mặt em mắc cười quá. Thấy thương biết á. Biết sao chưa có người yêu không? Sao nhở? Gặp gái là tôi nói cho cô nghe là xong rồi đó. Nhớ nha, kéo màn lên phải anh với em nha. Em gái, em muốn tìm một người yêu của em như thế nào? Dạ em muốn tìm một người yêu có 3 chữ G ạ. 3 chữ G rồi. G đầu tiên. Chữ G đầu tiên là già. Già.
là anh ấy có sự chín chắn, sự trưởng thành ở trong đó. Chị G thứ hai là giàu. Giàu ở đây có nghĩa là giàu về tình cảm á chị. Sống có trách nhiệm với gia đình, người thân. Yêu thương bố mẹ, hiếu thảo với bố mẹ. Hay quá. Chữ G thứ ba là giỏi. Chăm chỉ cầu tiến đúng không? Dạ đúng rồi, có chí tiến thủ. Dạ. Rồi còn em trai, em muốn tìm một nữ thương như thế nào? Tôi thì tôi thích tìm một người con gái phải có chiều cao từ 1m58 trở lên, có công việc ổn định, dịu dàng, biết lo lắng cho gia đình, vậy là đủ rồi. Bây giờ để tôi qua bên đàn gái tôi coi sao, coi có hợp lý không. Dạ, em chào đàn gái. Có khi nào em nghĩ là em sẽ lấy chú bộ đội không? Trước đây thì em hay xem những chương trình về những chú bộ đội, thì em cảm giác là các anh chiến sĩ rất là bản lĩnh, rất là đúng rồi, trưởng thành. Các chiến sĩ là bản lĩnh vững vàng. Dạ. Kỷ luật, tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Có điều là nếu em đồng ý lấy chiến sĩ thì em phải đồng ý hy sinh một chút về cá nhân, về gia đình của mình. Có đôi khi vợ đẻ chưa chắc về được. Dạ, em nghĩ thì nếu mà tình yêu đủ lớn thì mình có thể vượt qua mọi hết các khó khăn rồi. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích người đàn ông hút thuốc. Hút thuốc? Chiến sĩ chắc không nên nổi đâu. Lăng nhăng. Không dám đâu. Thậm chí là không có thời gian để lăng nhăng. Không có thời gian để muốn lăng nhăng cũng không được luôn. Kỷ luật quân đội sắc lắm. Nếu như bên đây đồng ý kết hôn thì khoảng bao lâu em có thể chấp nhận? Có thể thì khoảng 1 đến 2 năm nữa. 1, 2 năm? Dạ. Long Thành với Đồng Nai cũng được ha. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ em rất thích lãng, em thích lãng mạn. Rồi, để xem chú bộ đội có lãng mạn không nha. Chưa thấy tôi với cô đi chơi cô thấy thế nào? Trời ơi. Bây giờ mình gặp người thân của bên đàn gái thôi. Hôm nay Mai Phương đi với ai ta? Dạ em đi với anh chị em họ của em. À anh chị em họ, chào người nhà của Mai Phương. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư, chào bạn Nam bên này, chào đội nhà mình bên đó cùng quý vị khán giả. Em là chị họ của Phương. Thì là nãy giờ chị cũng có ngồi coi bạn Nam bên này, thì chị thấy là tính tình bạn này cũng khá là được, cũng chín chắn, ngoại hình cũng rất là ok. Rồi thật ra thì bé Phương nhà chị á, thì nó không cao được như em yêu cầu, nhưng mà rất là hiền lành, ngay cả trong công việc thì chăm chỉ và rất là biết quan tâm đến mọi người. Thì nếu như hai đứa mà cho nhau cơ hội thì chị nghĩ rằng em sẽ tìm hiểu được những điểm tốt của bé Phương. Và khoảng cách địa lý của hai đứa cũng rất là gần nữa. Thì hy vọng là hai đứa sẽ cho nhau cơ hội. Thì nếu được thì là sẽ tiến tới xa hơn. Rồi, cảm ơn em. Mời đại diện bên đàn trai đi nha. Xin chào anh Quyền Linh và chị Thư. Xin chào tất cả khán giả. Tôi là thủ trưởng Vạn Khánh. Chúng tôi đến từ trường sĩ quan lục quân 2. Vạn Khánh cũng là một trong những học viên được đào tạo tại nhà trường. Và hiện nay đang công tác trên cương vị là phó đại đội trưởng, với công việc hàng ngày quản lý giáo dục rèn luyện học viên, cũng là đào tạo ra các cái thế hệ cán bộ tiếp theo cho quân đội. Đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu thì Khánh của chúng tôi thì cũng rất là nhút nhát. Có thể hỏi Khánh một câu là đã thấy rung chưa? Báo cáo là đang rất trời là rung. Báo cáo luôn. Hy vọng rằng sau chương trình này chúng tôi sẽ có những cái tiếp tục được theo dõi những cái sự phát triển về tình cảm của Khánh và bạn gái trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Rồi, mở rào. Đồng chí, mình quay ghế qua đi đồng chí. Dạ, em chào anh. Chào em. Ồ, hai đứa đồng điệu quá ha. Nay nhân ngày gặp mặt anh có món quà này tặng em. Em rất là thích đi du lịch, hy vọng là những chuyến du lịch sau này sẽ có anh cùng đi với em. Trời, giống như hơi vô hộp vậy ta. Căng căng anh quá. Anh cảm nhận em là người như thế nào ạ? Theo anh nghĩ thì em là người dễ gần, vui vẻ. Vậy thôi. Hỏi đi. Nhà em ở đây luôn hay là ở ngoài quê? À, quê gốc của em là ở Hà Tĩnh, còn nhà em ở vào đây hết rồi ạ. Ở đây hết rồi. Biên Hòa hết rồi ạ. Ở chỗ nào Biên Hòa em nè? Dạ em ở gần khu công nghiệp Amata. Amata, thế cũng chắc từ chỗ đó mà đi xuống trường chắc cũng phải 40 phút đi xe máy. Anh có điều gì muốn hỏi em thêm không ạ? Những lúc buồn em thường làm gì?
Những lúc mà buồn thì em hay đi xem phim, đi nghe nhạc, gặp bạn bè. Còn những lúc mà stress quá thì em sẽ đi du lịch. Dạ. Không biết là nếu như mà sau này em thích đi du lịch như thế này thì anh có thời gian để đi chung với em không? Thì thời gian thì chắc sẽ có thôi. Quan trọng là tình cảm của hai đứa như thế nào, đủ để đi du lịch hay không thôi. Mình có thể đi chung với một nhóm bạn của em nữa. Bạn em cũng rất là thích đi. Đi đông càng kỳ nữa. Có gì anh kéo nguyên đại đội anh đi đó, đông vui đúng không? Rồi tiếp đi. Tiếp nổi. Nếu mà cưới nhau thì em có đồng ý về cùng với anh không? Về đâu ạ? Về ở gần trường. Tại vì như anh bây giờ thì được gần 3 năm anh ra trường thì cũng được nhà trường tạo điều kiện cấp đất rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu vợ nữa thôi. Nếu một tháng thì anh có thể sắp xếp thời gian gặp em được bao nhiêu lần? Một tháng là 4 tuần, 2 tuần trực, còn 2 tuần không trực. Thì trong khoảng 2 tuần đó thì nếu như sắp xếp được thời gian thì có thể gặp nhau được. Là gặp nhau được suốt 2 tuần luôn ạ? Thì tức là phải thời gian nào không bận công việc. Bây giờ em nói rõ trong cái thời gian quân đội của em nè. Một tháng thì em được ra khỏi doanh trại bao nhiêu ngày? Ra ngoài doanh trại thì ra được nhiều lần, nhưng mà cái quy định của nhà trường thì đang là độc thân thì không được ngủ ngoài doanh trại. Không được ngủ ngoài doanh trại, đúng rồi. Đi ban ngày được đúng không? Đi ban ngày được. Em đi mấy giờ em phải về doanh trại tối đó? Thì đối với ngày thường thì trước 9:30, còn đối với ngày nghỉ thứ sáu thứ bảy thì trước 22:30. Tức là 10:30 là phải về doanh trại. Đúng rồi. Đó, em biết giờ giấc của anh rồi đó. Bạn Khánh có hình dung ra lần đầu tiên nếu mà mình hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào không? Chắc nếu lần đầu tiên mà hai đứa hẹn hò nhau chắc cùng nhau đi đâu đó. Đâu đó là đâu là đó? Đi đâu? Đi đâu đó thì giờ chưa nghĩ được, lúc đó là mới tính. Bây giờ mình để mình xóa tan cái không khí này. Bây giờ mình văn nghệ đi, bé Phương. Hát bài tặng ảnh liền, mấy anh thích hát hò văn nghệ lắm. Dạ hôm nay em xin gửi đến anh Quỳnh Linh, chị Nam Thơ cùng quý vị khán giả và anh một bài hát tiếng Nhật. Bài hát là Lý do của sự sống ạ. Em có thể nói nội dung trước để nghe nó dễ cảm nhận hơn. Dạ, thì lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp được ba mẹ em, anh chị của em. Lý do em được sinh ra trên đời này là em để được gặp bạn bè của em. Và lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp người em thương. Hay quá. Watashi wa umarete kita wa ke wa shichi to haha to nite hau tame. Watashi wa umarete kita wa ke wa kyōdai tachi ni te hau tame. Watashi wa umarete kita wake wa tomodachi minna ni te hau tame. Watashi wa umarete kita wake wa utoshi anata ni te hau tame. Dạ em xin hết ạ. Bạn Nam hát đáp liền. Vậy thì anh cũng xin hát một đoạn thôi, đoạn ngắn. Chắc hát rồi mọi người sẽ biết tên thôi. Ngày xưa anh với em gặp nhau trong giấc mơ, dường như trong em phút giây đầu tiên như đã yêu anh từ lâu. Quên rồi. Trời ơi. Đồng chí này chưa bao giờ nắm tay con gái nè. Không không, tôi sẽ không nắm tay đâu. Tại sao? Tôi sẽ dành nắm tay với người tôi yêu thôi. À dạ. Khi nào yêu mới nắm tay hả? Thôi được rồi, tôi nhường cho kỷ luật quân đội. Thời gian dành cho các bạn tâm sự đã hết. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. Nào để tay nút bấm đi. 3 2 1. Hết thời gian.
Đây quà của em. Quy định của chương trình là phải nắm tay và sau đó sẽ hôn. Đó. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn má thôi, hôn má. Quay lại hôn, hôn đúng rồi, hôn. Đó. Có một chi tiết rất là nhanh nha, định hôn xuống môi nhưng mà đây. Công việc quê quán của mình nha. Dạ, em tên Nguyễn Văn Khánh ạ. Rồi, em... sao nữa em? Công việc em... quê quán của mình. Em ở sinh ra lớn lên ở Bình Phước. Quê ở Hà Tây cũ, nay là Hà Nội 2. Ừ. Còn em sinh năm bao nhiêu Khánh? Em sinh năm 1985 ạ. Rồi, em đang làm công việc gì? À, em làm mới bán canh cá lóc thì mới nghỉ tạm thời về nhà đi làm công việc đứng máy chạy điều á. Làm điều. Vâng. Làm bên đứng máy bảo trì sửa chữa máy móc á. Còn bánh canh cá lóc thì em mới sang quán, em mới về chưa tìm được mặt bằng, chưa mở lại được. Làm sao chị chưa hiểu cái công việc của em? Là em làm hai công việc song song một lúc chị ạ. Ừ, là công việc gì? Là em bán bánh canh cá lóc với chị. Bánh canh cá lóc, ừ. Em mới sang quán thì em chưa tìm mặt bằng thì tạm thời em đi đứng máy bên bảo trì máy móc bên cái máy chạy điều á. Ừ. Hồi hồi trước em có học chuyên môn gì không? Không ạ. Ừ, tại thấy đi làm máy móc này nè. À, đi cái nào đó là mình xem người ta làm rồi mình học, tự làm tự học á. Là cái đó mình làm là người ta đến sửa thì mình học theo thôi chị. Ừ. Rồi. Ok, bây giờ vậy mình chia sẻ về cái đường tình duyên của mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình một chút đi Khánh. Dạ, em thì đã ly hôn, có hai con gái. Ừ. Rồi đang ở với ai hai đứa con á? À, một đứa lớn thì ở với mẹ nó. Cái đứa thứ hai thì vừa ở với em vừa ở với mẹ, chạy cả hai nơi anh, chị. Là một đứa ở với em, một đứa ở với vợ. Vâng. À, lý do tại sao chia tay, ở với nhau được bao nhiêu năm em? 14 năm chị. Ừ. Tại sao chia tay, mười mấy năm rồi hai đứa con luôn? À, thì vợ em nó kêu là bất đồng quan điểm, sống với nhau mà không thấy hạnh phúc thì nó có quyết định đến ly hôn. Nhưng mà mười mấy năm lần mà em có nhận thấy em có cái gì cần thay đổi hay mình sai trong cái mối quan hệ đó không? Cần thay đổi sau này không? Có chứ chị. Ừ. Lúc đó cũng do cơm áo gạo tiền no nhiều, với cả nó nhiều thứ dẫn đến rồi vợ chồng lạnh nhạt với nhau nhiều, thời gian dành cho nhau ít, công việc lúc đấy dành cho công việc, thời gian bên nhau dành cho nhau ít dần đi. Thay đổi nhiều thứ. Ừ. Rồi có vấn đề kinh tế không? Nó có liên quan tới vấn đề kinh tế gì không? Có chị. Một phần thì chủ yếu về kinh tế, cơ má gọi tiền là ra đó. Ừ. Là vợ em có đi làm không? Có ạ. Rồi bây giờ thì còn liên lạc qua lại thăm con hay chu cấp gì không em? Con thì bọn em là tự túc ạ. Ai vẫn lo lắng cho các con bình thường. Rồi. Thì cũng từ lúc sống với nhau lo cho con thế nào thì cả hai cùng lo như vậy thôi. Rồi bây giờ thì em muốn tìm một người như thế nào nè, rồi định hướng lập nghiệp của mình như thế nào để nó không ảnh hưởng đến cái kinh tế nữa như trước nè. Thì em muốn một tìm người phụ nữ để cùng chia sẻ những khó khăn hay là cái gì trong cuộc sống với nhau á. Lo lắng quan tâm chia sẻ với nhau trong cuộc sống rồi để nó ổn định gia đình lại thì em sẽ mở lại bánh canh cá lóc em bán. Em muốn về hướng về kinh doanh nhiều hơn. Ừ, rồi thì bây giờ cô gái đó sẽ như thế nào, ngoại hình công việc rồi ly dị được hay không? Em yêu cầu á như thế nào? À, em chỉ cần có duyên dễ nhìn thế là được thôi. Đừng cao hơn em quá nhiều. Em cao bao nhiêu? Em cao có 1m57 đến 1m58 thôi chị.
Ờ. Rồi. Gì nữa? Bạn đó ở đâu được, quê quán ở đâu được, rồi ly dị đang nuôi con được không? Tốt chị. Còn khác Bình Phước được không? Ở Sài Gòn được không? Sài Gòn hay Bình Dương cũng được, quan trọng là người ta có chịu về dưới này không thôi chị. Ừ. Tại nhà cửa ở dưới này em có hết rồi, em ở riêng mà. Rồi. Ok em, rồi còn yêu cầu gì nữa không em? Tìm gặp nhau thì tìm hiểu nhau mới biết được chứ. Em đơn giản nó không cần yêu cầu nhiều. Quan trọng là tôn trọng nhau được rồi. Rồi được rồi, ok, cảm ơn em nha. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình sau ha. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Rồi rồi, em thoát cuộc gọi được rồi đó. Dạ, em chào chị ạ. Rồi, chào anh ha. Bây giờ mời anh giới thiệu về bản thân dùm cho bên biên tập, bên chương trình biết nha. Họ tên, công việc, quê quán, tuổi tác của mình ạ. Dạ, em tên là Trần Văn Mười ạ. Em ở khu kinh tế xã Nghi Sơn, Thanh Hóa. Em làm việc, làm nhân viên khách sạn. Bây giờ mình đang ở Thanh Hóa luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi nếu ghi hình ở Sài Gòn mình có vào được không? Dạ được ạ. Được không ạ? Được chị ạ. Rồi mình nói một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của mình nha. Dạ, điểm mạnh của em là siêng năng, chịu khó, đi làm suốt ngày, khỏe. Đường tình duyên thì lận đận lắm nhỉ. Rồi lận đận sao, mình chia sẻ luôn nè, được bao nhiêu mối tình rồi tại sao chia tay? Dạ mối tình thì nhiều lắm nhỉ. Mối tình mới đây nhất thì tức là em muốn quay lại với người ta mà người ta kêu có người yêu rồi thì thôi luôn nhỉ. Nên là em mới... Nhiều lắm hả? Nhiều lắm là sao em? Bao nhiêu? Chục, hai chục hay là sao? Tầm 5 chứ. Ờ, 5 mối. Rồi là yêu được bao nhiêu lâu thì kể sơ qua cho chị nghe đi. Dạ, yêu được 1-2 năm rồi chị ạ. 1-2 năm một người. 5 người là 10 năm đó hả? Mà nhát quá dạ, sao mà nhát quá dạ, em chủ động để em chia sẻ đi thì lên mấy cua gái được chứ. Thì nhát nhát vậy đi, đến giờ này. Em làm khách sạn là em làm cái gì? Dạ em làm bên, đi làm bên quản lý bể bơi á. Ừ, dạ em biết bơi không? Dạ có chứ chị, em quản lý bể bơi, em bảo vệ cả trẻ em, cả người lớn bơi. Ừ. Khách sạn em rồi, rồi có nói chuyện với khách hàng được không? Dạ có chứ, nếu mà nói chuyện với khách hàng thì em thoải mái tự tin. Còn nghĩa là lúc chị nhát là nhát vì vấn đề gái. Ông nhát mà ông năm mối tình nhiều lắm luôn á. Mà nhát cái gì? Rồi tự nhiên rồi vậy bây giờ ca hát gì là được không? Ngoài chuyện bơi ra em có tài lẻ nào khác không? Dạ em biết nấu nướng vậy. Em biết nấu nướng, pha chế rượu. Ca hát gì được không? Dạ ca hát thì có nhạc em biết hát được, còn hát không em biết hát. Em cao bao nhiêu á Mười? Dạ em cao 1m66-67 gì á. Rồi bây giờ thì tìm bạn gái, em thích tìm một người như thế nào nè? Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán em mô tả kỹ giùm chị. Dạ em thích bạn gái dễ nhìn thôi ạ. Dễ nhìn là được ạ. Còn cao thì cao từ 1m50 đến 1m60 là được. Công việc thì em cũng công việc thì bình thường thì em cũng gầy, công việc lao động tự do là được ạ. Biết trong chấp gia đình là được. Cái kiểu công dân ấy gì? Rồi cô đó ở đâu được? Ở khu vực nào? Nếu càng gần em thì càng tốt chị. Càng gần Thanh Hóa em thì càng... Sài Gòn được không? Hoặc là ở Thanh Hóa nhưng đang làm việc ở Sài Gòn được không? Đó, vậy là người Thanh Hóa mà làm việc ở Sài Gòn thì càng tốt chị. Em... Tại vì em cũng là... Nhưng mà cũng có khoảng cách xa quá rồi sao em đi hẹn hò chứ? Dạ, nếu mà thì nếu mà đủ đi tình cảm thì em kiểu đó em làm được mà. Tại vì em
Ừ, đâu đó em vẫn có người nhà cho nó mà. Em mà công việc đây cũng công việc tự do, thì mà em muốn nghỉ thì em nghỉ, em kiểu vào em làm việc khác cũng được. Mà Trời đất ơi, đi làm mà sang vậy, muốn nghỉ nghỉ vậy hả? Giờ là làm ở đó rồi, bây giờ tương lai sự nghiệp làm sao nè? Ý là bao nhiêu năm nữa em sẽ lấy vợ được, rồi có để dành tiền đồ được gì chưa? cái đó thì có đủ hết rồi chị ạ, bây giờ chỉ cần có người là cưới thôi. Rồi, có đủ là bao nhiêu? Bây giờ cho chị biết rồi, để chị coi coi cái kiếm cái người phù hợp cho em nè. Để dành được gì rồi nè. Rồi đi làm như đi chơi vậy mà để dành được tiền luôn, dữ dội quá vậy. Không đi làm như đi chơi đâu chị, ý là em làm công việc đây được 4 năm rồi chị, mà hơn 4 năm rồi mà. Rồi có để dành đất cát gì được không? Ý là bao nhiêu tiền mua nhà cửa hay là như nào, ở chung ba mẹ hay sao? Có rồi chị ạ, em bây giờ em có nhà có đất rồi, nhưng mà ý là cũng không được ấy mấy, cũng tầm 700 triệu đấy. Rồi, thôi nếu mà được chọn á, thì chương trình sẽ liên lạc lại với em nha. Rồi xong rồi rồi trao đổi thêm. Mà mình phải chủ động, mình nói chuyện được nhiều hơn mới được ha. Dạ, Rồi, em cảm cảm ơn. ơn. Rồi. Dạ, họ tên em thì Trần Tấn Dơ, sinh 6 Do hình như là cũng đã từng cát rồi đúng không? 1990. Dạ đúng rồi chị, À, như cách đây 2 năm á. cát cái thay 2 năm nhưng mà em đã lên ghi hình chưa? Dạ chưa. À, rồi 2 năm thì thông tin nó có gì thay đổi không? Trần Tấn Do là Do sinh năm bao nhiêu á? Dạ 1990 chị. Ừ. Do sinh năm 90 rồi, quê quán công việc hiện tại của mình là gì Do? Quê quán thì em ở Lệ Thủy, Quảng Bình. Công việc hiện tại thì em làm bên sai với cộng sản với lại bên xây dựng. Ừ, là em làm ở ngoài Quảng Bình luôn hay sao? Không, em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại dân tịch Đồng Nai chị. Rồi, ok. Do chia sẻ một xíu về bản thân mình đi. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ha? Em thì chúng mình thì chủ yếu là công việc rất nhiều, làm nhiều khi công việc nhiều việc bận, khi làm đấy chính em chúng mình của em là về công việc đấy. Còn điểm yếu của em như là hơi e dè này kia, tự tin vào bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Là trước giờ mình đã từng trải qua mấy mối tình hay mình đã từng kết hôn gì chưa? Em hả? Em Ừ. thì vợ lần đấy đó chị. Rồi chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đổ vỡ đó lại đi Giao. Alo. Nhiều cái vấn đề trong cuộc đó. Là Nên em nó đã có cũng con hay chưa? dạ, hiện tại thì em đang được một bé bé học lớp 3. Học ở nó hiện tại đang ở cái mạng tên Ngọc Hồi Con Tum đó. Nguyễn học lớp 3 đang ở với mẹ. Mà em đã ly hôn cách đây bao Em ly hôn từ năm 2017 tới giờ. lâu? Vậy cũng lâu á, trong khoảng thời gian đó em có tìm hiểu ai khác không? Dạ thì cũng có người này người kia tìm hiểu rồi quen biết, nhưng mà trong cái khoảng thời gian từ lúc đó tới hiện tại thì dạng như em chưa có đủ ấy để bước tiếp, nên bây giờ cũng kinh tế công việc thì nó cũng ổn định rồi, thì giờ cũng là lúc để mình bắt đầu lại, nên em muốn một tìm tìm hiểu ra đó kết cho em. Coi như là cả đã cát 2 năm rồi, cũng chờ 2 năm trước rồi đúng không? Rồi, hiện Dạ cũng chưa. Ừ. Rồi bây giờ là em mong muốn tìm một cái người như thế nào để phù hợp với mình. nói chung là cái người em mong muốn là nói chung là biết cách mà là cũng không cần là quá giàu có hoặc là vô trương, mét rưỡi mét sáu thôi. Còn công việc thì em không yêu cầu cái vấn đề về công việc, chủ yếu là biết đối nhân xử thế, biết đối xử bên nội bên ngoài là được rồi. Rồi tuổi tác Còn vùng miền ở đâu là được? giờ thì ở đâu cũng được, tuổi tác thì
90, 95 gì đó cũng được. Lớn hơn em 1, 2 tuổi cũng được. Hoặc nhỏ hơn cũng được. Em không có quan trọng ở cái tuổi tác. Ừ. Rồi đang ở đâu cũng được hay sao? Dạ đúng rồi chị. Ở đâu cũng được. Và ở miền Trung quê em thì càng tốt. Ừ. Rồi nếu người ta đã từng đổ vỡ có con thì vẫn được đúng không? Dạ đúng rồi. Tức là cũng từng đổ vỡ như em rồi, cũng một đứa con như em rồi. Ừ, rồi mình có tài lẻ năng khiếu gì không vậy? Em thì trước em làm bên mỹ nghệ, em tài lẻ thì em làm mấy đồ vật lưu niệm đồ này kia như thuyền buồm, chuông gió đâu á. Làm mấy cái làm được đồ lưu niệm, ok, nếu mà được thì tự tay làm đồ lưu niệm để tặng cho bạn gái ha. Dạ, em trước em cũng làm những con thuyền buồm với này, những chuông gió hồi xưa em làm, em cũng đi bán vặt vậy đó. Em giao cho chỗ này chỗ kia có 5 cái, 3 cái gì đó, em chịu thương hiệu của em. Nhưng mà rồi. Em bỏ lâu, tại vì giờ cái công việc của em nó đi tối ngày á chị. Với lại công trình rồi làm sale đất thì khách hàng nó hỏi thì mình phải chạy được chạy xuôi hết. Cho nên cái đó thì cũng không có cái thời gian để mình làm. Rồi, do là cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu? Em thì nặng 53kg, em cao 1m60 à. Thì cao em kiêm tốn lắm. 1 mét mấy nha? Dạ 1m6 quá chị. Ừ, rồi ok. Thì do chờ thông tin của chương trình ha. Nếu mà mình được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ hơn với em. Quan trọng là có cái cô gái phù hợp để ghép đôi cho mình ha. Dạ vâng ạ. Ừ, rồi ok.